bạn ơi, cái bông hoa nó to như thế này thì bảo sao mà giống nó không hot, mà không nhiều người chờ đón cái giống này như thế. Một cái giống mà rất nhiều các bạn cần phải sở hữu cái giống này, mình nghĩ là các bạn nên trồng. Bởi vì thứ nhất là cây phát triển rất là khỏe, thứ hai là bông to mà mình thấy là cũng khá là lâu tàn. Đây là những cái bông nó mới nở. Còn cái bông phía dưới này các bạn này, đây, bông phía dưới này thì nó nở được khoảng 4 ngày rồi. Và nó, mình thấy nó hơi thâm cánh một chút, nhưng mà nó cũng chưa hẳn là tàn. Thế còn lại là những cái bông này nó mới nở được 2 ngày. Có bông thì mới nở. Đây, cái bông này, như cái bông này là vừa mới nở được hôm qua, và ngày hôm nay thì nó nở như này. Thì nói tóm lại là cái giống này nó có một cái ưu điểm là mình thấy là nó phát triển cũng khá là khỏe, vươn cao và bông lại to, mà mình thấy là cái sự phát triển nó không khác gì La Phong, và nó cũng có những cái ưu điểm rất là tuyệt vời. Chỉ có điều là nó không có mùi thơm như La Phong, nhưng nó lại đổi lại thì nó có một cái kích thước bông to, và mình thấy cái cách xếp cánh của nó cũng rất là đẹp. Thì hy vọng là tất cả các bạn sẽ trong một thời gian ngắn nhất thì các bạn sẽ sở hữu cái giống hoa hồng Kelock này để các bạn trồng, và mình trải nghiệm được cái cảm giác mà khi có những cái bông hoa to và đẹp như thế này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay chia sẻ với các bạn thêm một số những cái đặc điểm của cái cây hoa hồng Kelock này các bạn nhé. Và mình sẽ quay và chia sẻ với tất cả các bạn thêm về cái giống Kelock này để các bạn có thể nhận dạng. Bởi vì là hôm trước thì mình thấy có một số các bạn là bị lừa, bởi vì một số những nơi bán ở trên mạng thì người ta bảo là cây Kelock, nhưng mà thực chất là không phải. Bởi một số các bạn mua cái cây dễ trần ấy, thì cái cây dễ trần mà nó giá vào tầm khoảng 12 cho đến 15 nghìn ý, thì có thể là có những nơi người ta đã ghép rồi thì chắc chắn là sẽ có cây dễ trần Kelock. Còn lại là một số các bạn mà mua cái cây ghép ý, mà cái cây dễ trần của Trung Quốc ý, mà nó rơi vào tầm khoảng từ 8 đến 10 nghìn một cây, mà cái thân của nó, cái gốc của nó mà to bằng cái ngón tay cái chân cái này này, thì người ta bảo là Kelock ấy, thì các bạn xin lỗi tất cả các bạn là không có đâu các bạn nhé. Chỉ có cây dễ trần của Việt Nam thì có những nơi người ta đã bán dễ trần rồi. Còn lại là cành chiết thì bây giờ hiện tại ở trên thị trường thì mình xin nói thẳng với tất cả các bạn thì rất ít nơi mà có cái cành chiết, và thậm chí có thì người ta sẽ không bán cho tất cả các bạn, và các bạn sẽ không thể nào mua được cái cành chiết. Thế còn lại là hiện tại ở vườn mình ấy, thì nếu như các bạn đã từng mua cành chiết của mình, và các bạn nếu như các bạn nào đã trồng cây La Phong hoặc là cây Kelock ấy, thì các bạn chỉ cần nhìn lá thôi thì các bạn cũng đã phân biệt được cái giống nào với giống nào. Thế còn trong cái video này thì mình muốn phân biệt chia sẻ với tất cả các bạn để các bạn có thể nhìn rõ cái cách mà nó ra hoa, và cái những cái lá của nó và cái gai của nó thì nó có cái kiểu cách nó như thế nào để các bạn có thể nhận dạng. Và để mà nói mua được những cái cây mà nguyên bản ấy thì nhiều khi là các bạn, người ta bán trên thị trường thì có rất là nhiều, thậm chí là các bạn ra những cái cửa hàng bán hoa ấy, thì có thể là người ta cũng sẽ có nhập những cái cây Kelock về, nhưng mà nhiều khi nó chưa có nụ thì các bạn cũng cần phải biết nhận biết cái giống hồng Kelock để chúng ta mua cho nó chuẩn giống, chứ không đến lúc khi các bạn mua về nhiều lúc là không phải giống đó thì chúng ta trồng rất là mất công. Và thậm chí thì ra cái cửa hàng hoa ấy, nhiều cái cửa hàng ấy thì không phải là người ta biết chính xác là giống nào với giống nào, mà thậm chí là nhiều khi người ta nhập về thì người ta cũng chỉ biết là những nơi nhập về thì cứ bảo là Kelock thì cũng biết là Kelock, nhưng thậm chí là người ta cũng không biết chính xác có phải hay không, thì người ta vẫn cứ bán. Thì mình chia sẻ với tất cả các bạn thì ở đây cái cây Kelock của mình thì nó phát triển cũng khá là bình thường, và cũng không phải là một cái cây phát triển lớn, nhưng mà các bạn có thể theo dõi là một cái lá ấy, thì trung bình giống cái giống Kelock này thì lá nó cũng khá là to, và cái lá của nó thì vươn dài, trung bình thì một cái cuống lá của nó có từ 3, 5, 6 lá, 6 lá và 3 đến 5 lá. Tất nhiên là tùy từng những cái dạng lá khác nhau, nhưng mà mình thấy là giống Kelock này ấy, thì cái lá của nó có vẻ là thuôn dài và lá bản to, cũng có những cái răng cưa nhỏ ở cái cạnh cái lá này này. Tất nhiên là lá thì khác nhau, mỗi một cái loại cây hoa hồng ấy thì nó lá nó cái kiểu cách nó sẽ khác nhau. Nhưng mà các bạn có thể theo dõi là cái kiểu ra lá của cây Kelock trực tiếp của mình ở đây để các bạn có thể nhận dạng cái lá của nó, bởi vì nếu như các bạn chưa chơi hoa hồng thì các bạn sẽ rất khó để nhìn những cái lá này. Nhưng mà nếu như các bạn đã chơi hoa hồng rồi thì các bạn chỉ cần nhìn lá này thì các bạn có thể phân biệt là đây là giống gì và giống gì. Và nếu như các bạn đã sở hữu một cây Kelock rồi thì có một số các bạn không chắc
cây của mình có phải catalog không. Thì các bạn có thể nhìn cái cây của mình đây, thì các bạn có thể phân biệt được cây của mình có phải hay không. Và cái cách của nó ra nụ ấy thì mình thấy là thường ấy là nụ của nó cũng dài, chứ nó không phải là một cái nụ tròn. Nó gần giống như hồng nhung ta. Hồng nhung ta khi mà nó ra nụ thì nó cũng vươn cái kích thước của nụ dài ra. Và một cái nụ của catalog ấy thì nhỏ nhất thì nó cũng, đây là một cái bông nhỏ này, nhỏ nhất thì nó cũng sẽ bằng cái ngón tay trỏ. Đấy là một cái nụ trung bình. Còn có những cái nụ thì đây là một cái nụ nó không phải là nụ to. Có những cái nụ to nó sẽ gấp đôi cái nụ này, tức là nó sẽ bằng hai cái ngón tay cái của mình này. Đấy, còn lại là ở trên thân ý, thì loại hoa hồng này nó vẫn sẽ có gai các bạn nhé. Nó vẫn sẽ có gai, bởi vì những cái giống mà hoa hồng mà không có gai ấy thì rất là ít. Ở trên thị trường thì mình thấy là có, để ý thì có một số giống thôi, ví dụ như là hồng leo mun cớt ý, và một số những loại khác, nhưng tóm lại là hồng nào thì cũng sẽ có gai. Đấy, giống này thì cũng có gai, và gai nó không phải là gai lớn mà nó chỉ là những cái gai răm nhỏ thôi. Đấy các bạn nhìn cái thân của nó nhé, thân của nó có chỗ cũng không có gai cơ. Các bạn nhìn ở đây thì có chỗ nó không có gai, và cái ở dưới gốc nó, gốc già thì cũng ít gai. Đấy, các bạn có thể quan sát nhé. Còn lại là cái cách mà xếp cánh của nó ấy, thì về mùa hè thì thường là hoa catalog ấy nó sẽ có chuyển sang cái màu đỏ nhung. Đấy, còn về mùa đông ấy, thì những cái cánh của nó rất là đậm màu, cảm giác nó chuyển sang cái màu nó hơi tím tím một chút, nhưng mà về mùa hè thì nó chuyển sang màu đỏ. Và bây giờ ấy, thì vẫn đang ở cái thời điểm giao mùa, ở miền Bắc thì nhiệt độ vẫn khá là thấp, nên là những cái bông hoa ấy nó vẫn sẽ xếp rất là dày cánh. Có thể là về mùa hè thì cánh nó sẽ thưa hơn so với mức bình thường. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể thấy là cánh nó xếp khá là dày như này. Đây, các bạn thấy không? Cánh nó xếp cũng dày. Đấy, nhưng mà về mùa hè thì có thể là do nhiệt độ nắng nóng thì nó sẽ thưa đi một nửa cánh. Đấy, các bạn thấy không? Cái kích thước trung bình của cái catalog ấy thì nó sẽ từ 10, 11, 12cm. Và nếu như có những bông lớn hơn thì các bạn có thể chăm được 14 đến 15cm. Bông này thì mình đây, cái bông mà nó nở lớn như thế này là hết cỡ rồi. Thì cái bông như thế này mình đoán nó sẽ rơi vào tầm khoảng 11cm các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn cái bàn tay của mình. Bông này thì mình đoán nó khoảng được 11cm. Còn mình nghĩ là những cái cây mà khỏe, những cây mà to và thân gốc già thì nó sẽ cho ra những cái bông lớn hơn nếu như mà mình chăm sóc tốt và ở thời tiết thuận lợi. Thì đây là một cái giống mà mình nghĩ là trong thời gian bây giờ trở đi thì các bạn sẽ có cái cơ hội sở hữu nhiều hơn. Bởi vì rất nhiều nơi đang nhân giống cái giống này. Và người ta, những cái cây mà sắp tới thì mình sẽ cũng sẽ có rất nhiều những cái cành chiết từ giờ đến cuối năm. Còn hiện tại thì catalog mình cũng đang có cành chiết. Thì tất cả các bạn cũng có thể liên hệ với mình qua trang fanpage Chuẩn Râu Garden. Và rất mong tất cả các bạn khi theo dõi video này thì ấn nút like video và ấn nút đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh. Và các bạn có thể tham khảo những cái video mình chia sẻ trên trang để trồng cái cây hoa hồng được tốt nhất. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé.